Theo hãng tin Bloomberg, Hàn Quốc sẽ trình bày một số thông tin tình báo về việc triển khai quân đội của Triều Tiên tới Nga cho các quan chức NATO tại cuộc họp của Liên minh này ngày 28 tháng 10. Phản ứng tiềm tàng của NATO là có hạn, nhưng có thể bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và xây dựng quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, các nguồn tin cho biết. Tài liệu của Hàn Quốc chỉ ra rằng quân đội Triều Tiên dự kiến sẽ được triển khai ở mặt trận sau khi hoàn thành khoảng một tháng huấn luyện tại các cơ sở quân sự ở Vladivostok, Usurysk, Khabarovsk và Blagoveshchensk. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23 tháng 10 cho biết, quân đội Triều Tiên đã có mặt ở Nga, hiện có khoảng 3.000 binh sĩ đang được huấn luyện. Ruben Brekeman, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan thừa nhận, Phương Tây sẽ gặp khó khăn khi đưa ra các biện pháp chống lại Triều Tiên vì hầu như tất cả các lệnh trừng phạt có thể áp dụng đối với quốc gia này đều đã được áp dụng. Liên minh châu Âu EU mới đây tuyên bố sẽ phối hợp phản ứng với các đối tác quốc tế liên quan đến hành động của Triều Tiên. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong chiến dịch của Nga sẽ đồng nghĩa với sự leo thang đáng kể có thông tin cho rằng Hàn Quốc đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine để đáp trả việc Bình Nhưỡng hỗ trợ Moscow. Cả Nga và Triều Tiên đều không xác nhận các cáo buộc của phương Tây. Ngày 25 tháng 10, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển Việt là G7 đã đạt được nhất trí về việc cung cấp khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine dựa trên lợi nhuận thu được từ số tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây, sớm nhất là từ tháng 12. Tuyên bố của G7 nêu rõ các khoản vay này sẽ được cung cấp và hoàn trả thông qua các nguồn thu bất thường trong tương lai từ số tài sản của Nga bị đóng băng sau xung đột. Mục tiêu là đến cuối năm nay sẽ bắt đầu giải ngân các khoản tiền. Cụ thể, số tiền trên sẽ được giải ngân thông qua khoản vay song phương, bắt đầu sớm nhất là vào ngày 1 tháng 12 và tiếp tục cho đến hết năm 2027, theo từng đợt, dựa trên nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine. Mỗi khoản vay song phương sẽ có hiệu lực chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2025, tạo điều kiện linh hoạt về thời gian để các thành viên G7 sắp xếp các chi tiết kỹ thuật tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo tài chính đang tập trung tại Washington của Mỹ để tham dự cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Dạng sáng ngày 26 tháng 10, quân đội Israel tiến hành đợt không kích tại thủ đô Tehran của Iran và thành phố Kazan gần đó, Israel tuyên bố đã tấn công chính xác các mục tiêu quân sự tại Iran để đáp trả những cuộc tấn công liên tục trong nhiều tháng của Iran. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin cho biết nước này chuẩn bị đáp trả hành động của Israel. Không nghi ngờ gì về việc Israel sẽ đối diện phản ứng tương xứng cho bất cứ hành động nào họ thực hiện, nguồn tin nói. Trong khi đó, báo The Washington Post dẫn một nguồn tin được báo cáo về kế hoạch quân sự của Israel cho hay đòn tấn công của Tel Aviv dự kiến sẽ kéo dài nhiều giờ và trong số các địa điểm quân sự bị nhắm đến có các hệ thống phòng không và nhà máy sản xuất tên lửa. Các quan chức Mỹ và Israel nói với phóng viên báo Asiop rằng đòn tấn công của Israel diễn ra trong 3 đợt, trong đó đợt thứ nhất nhằm vào các hệ thống phòng không, đợt thứ hai và đợt thứ ba tập trung vào các căn cứ và địa điểm sản xuất tên lửa và máy bay không người lái UAV. Đài phát thanh công cộng Israel thông báo rằng chiến dịch chống Iran đã kết thúc sau 3 đợt tấn công. Quân đội Israel xác nhận đã hoàn thành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự tại Iran và các máy bay đã quay về nước an toàn. Văn phòng thủ tướng Israel ra thông báo cho biết, thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao đang đánh giá tình hình an ninh tại căn cứ không quân trong Bộ Quốc phòng. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại tại Iran, truyền thông nước này đưa tin cơ quan hàng không dân dụng đã cho ngừng bay toàn bộ các chuyến bay cho đến khi có thông báo thêm. Iran thông báo các hệ thống phòng không đã đối phó thành công cuộc tấn công của Israel, nhưng một số địa điểm bị thiệt hại hạn chế. Phòng không Iran cho hay Israel tấn công các mục tiêu quân sự tại các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam. Quân đội Israel tuyên bố nếu Iran phạm phải sai lầm khi bắt đầu một đợt leo thang mới, Chavit sẽ buộc phải đáp trả. Sau khi Israel tuyên bố kết thúc chiến dịch tấn công đáp trả Iran, một quan chức cấp cao của nhà trắng nói rằng, đây nên là hồi kết cho cuộc đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran. Vị quan chức nói trên cho rằng, cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm quân sự của Iran dường như là hành động có mục tiêu và tương xứng với cuộc tấn công trước đó của Tehran, gây ra rủi ro thấp cho dân thường. Nếu Iran quyết định đáp trả, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ và hỗ trợ Israel, và sẽ có hậu quả nếu Iran đưa ra quyết định đáng tiếc đó. Nhưng đối với chúng tôi, cuộc đối đầu trực tiếp này nên kết thúc ở đây. Reuters dẫn phát biểu của vị quan chức trên. Ông cho biết Mỹ biết các mục tiêu cụ thể ở Iran mà Israel đã tấn công, nhưng chỉ gọi chung đó là các mục tiêu quân sự. Ông cũng khẳng định Mỹ không tham gia vào chiến dịch tấn công của Israel nhưng tổng thống joe biden và nhóm an ninh quốc gia của ông đã làm việc với israel trong những tuần gần đây để thúc giục israel thực hiện hành động đáp trả có mục tiêu và tương xứng gây ít thiệt hại cho dân thường đó có vẻ là những gì đã xảy ra tối nay ông nói vị quan chức khẳng định mỹ có nhiều kênh liên lạc trực tiếp và gián tiếp với iran để nêu rõ lập trường của mình Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận không quân giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Washington đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình hình không thể kiểm soát. Lời chỉ trích của Triều Tiên liên quan tới cuộc tập trận kéo dài 12 ngày được triển khai từ ngày 21 tháng 10 tại nhiều căn cứ không quân khác nhau ở Hàn Quốc với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Ngày 26 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh. Cuộc tập trận nói trên là hành động khiêu khích quân sự rất nguy hiểm, nhằm mục đích phát động một cuộc tấn công phủ đầu và bất ngờ vào Triều Tiên. Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ khuyến khích sự thù địch của Hàn Quốc bằng cách ủng hộ việc thả tờ rơi tuyên truyền tới Triều Tiên và tiếp tục triển khai các tài sản chiến lược trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của quan chức Triều Tiên cho rằng, Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng không thể kiểm soát và nếu một tình huống không ai mong muốn xảy ra, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì là động lực chính làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hội đồng ba thẩm phán của tòa phúc thẩm số 5 tại New Orleans ngày 25 tháng 10 đưa ra phán quyết cho rằng việc các tiểu bang đếm luôn những phiếu bầu nhận được sau ngày bầu cử là bất hợp pháp phán quyết mang lại chiến thắng cho phe Cộng Hòa. Theo Reuters, Ủy ban Quốc gia Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa tại bang Mississippi và hai cử tri Cộng Hòa đã đệ đơn kiện vào hồi tháng 1. Phản đối luật của Mississippi cho phép tăng thêm 5 ngày sau ngày bầu cử để tiếp nhận và kiểm đếm phiếu bầu. Tòa án không bãi bỏ luật này mà chỉ đưa ra ý kiến cho rằng cách làm này là trái phép và để cho tòa sơ thẩm quyết định bước kế tiếp. Quyết định chỉ áp dụng cho ba tiểu bang thuộc quyền tài phán của tòa phúc thẩm số 5 là Mississippi, Texas và Louisiana. Thẩm phán Andrew O'Ham nêu ý kiến cho rằng luật của Mississippi bị cản trở bởi một điều luật của liên bang quy định rằng việc bầu cử quốc hội và tổng thống chỉ diễn ra trong một ngày. Luật liên bang quy định cử tri thực hiện các bước đúng thời gian để bỏ phiếu trong ngày bầu cử và luật liên bang không cho phép tiểu bang Mississippi gia tăng thời hạn bỏ phiếu thêm một ngày, 5 ngày hay 100 ngày. Ông Âu Hàm viết.